Chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục kiến thức về môn vật lý 12. Hôm nay các em sẽ đi vào học bài hiện tượng quang điện trong. Đây là cái chủ đề nằm trong cái bài hiện tượng quang điện. Tuần rồi mình đã học phần hiện tượng quang điện ngoài. Vì vậy thầy sẽ dạy nói tiếp phần hiện tượng quang điện này. Đó là bài hiện tượng quang điện trong. Trong hiện tượng quang điện thì có hiện tượng quang điện trong, thầy vẫn dạy nói tiếp nên thầy viết phần 3 la mã hiện tượng quang điện trong. Mục 1. Chất quang dẫn, hiện tượng quang điện trong. Chất quang dẫn là gì? Thực chất, chất quang dẫn nó là những cái chất bán dẫn như là rani, silic, vân vân. Những chất bán dẫn này nó có đặc điểm là khi không bị chiếu sáng thì tính dẫn điện của nó rất kém. Nếu mà nó bị chiếu sáng thích hợp ở đây là ánh sáng có bước sóng thích hợp thì nó trở nên dẫn điện tốt. Thì cái phần này ta khái niệm đó gọi là hiện tượng. Đó khái niệm đó gọi là chất quang dẫn. Rồi tóm lại, chất quang dẫn là chất bán dẫn. Khi không được chiếu sáng thì nó dẫn điện kém, còn khi được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp thì nó dẫn điện tốt. Cái bây giờ phần B, hiện tượng quang điện trong. Ở đây thầy đưa ra cái màn hình mô phỏng về sự liên kết các nguyên tử trong chất bán dẫn. Nè, sự liên kết các nguyên tử trong chất bán dẫn. Khi mà chúng ta chiếu sáng chất bán dẫn bằng ánh sáng thích hợp thì các electron ở liên kết nó được giải phóng khỏi liên kết, trở thành electron dẫn tham gia quá trình dẫn điện, đồng thời bỏ lại một cái lỗ trống mang điện dương. Thì cái nghĩ như là một cái nguyên tử trung hòa, khi giải phóng electron bứt ra khỏi nguyên tử đó thì làm cho nguyên tử đó sẽ thiếu e, nên nó nhiễm điện dương, nên cái nguyên tử đó ta gọi là lỗ trống. Hiện tượng quang điện trong được định nghĩa như sau: hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành electron dẫn, đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia quá trình dẫn điện, gọi là hiện tượng quang điện trong. Điều kiện của hiện tượng quang điện trong đó là cái bước sóng của ánh sáng kích thích phải bé hơn hoặc bằng giới hạn quang dẫn lambda không. Ở đây chúng ta có cái bài so sánh về độ lớn của giới hạn quang dẫn và độ lớn của giới hạn quang điện. Quang điện ở đây là quang điện ngoài, còn quang dẫn là hiện tượng quang điện trong. Vậy thì qua cái bảng số liệu này trong sách giáo khoa chúng ta cũng có nữa ha. Quang dẫn phần lớn là những chất đó là chất bán dẫn. Thôi nè. Vì vậy các em nhìn thấy quang dẫn, cái bước sóng giới hạn lambda không của nó là gọi là giới hạn quang dẫn, từ 1,88 micromet dài xuống tới 5,65 micromet. Cái vùng giới hạn này là nằm ngay cái vùng ánh sáng hồng ngoại. Ánh sáng hồng ngoại bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ là 0,76 à. Còn đằng này nó tới 1,88, 1,11, 1,14. Những giá trị này đều lớn hơn cái bước sóng màu đỏ nên nó nằm trong vùng hồng ngoại. Thứ hai, đối với hiện tượng quang điện ngoài xảy ra đối với kim loại thì các em nhìn cái bước sóng giới hạn lambda không của nó đó, nếu từ 0,260 dài tới 0,350 thì cái 360 thì này là nằm vùng tử ngoại, mà lên 0,500 và 0,550 á thì nằm ở vùng ánh sáng nhìn thấy, hay dùng ánh sáng nhìn thấy. Như vậy từ bảng số liệu đó so sánh, chúng ta sẽ thấy rằng là giới hạn quang dẫn luôn lớn hơn giới hạn quang điện. Em tiếp tục đi vào phần 2, quang điện trở. Nội dung quang điện trở năm học này được Bộ Giáo dục giảm tải là giáo viên hướng dẫn cho các em tự học. Nhưng chúng ta học trực tuyến qua mạng nên thầy
hướng dẫn luôn. Thực chất quang điện trở nó là một cái chất quang dẫn, nó là một cái chất quang dẫn. Điện trở của quang điện trở này nè có thể thay đổi từ vài mega ohm, mega ohm này có nghĩa là vài triệu ohm đó, khi không được chiếu sáng, và nó sẽ giảm xuống còn vài chục ohm khi được chiếu sáng thích hợp. Quang điện trở thường được dùng trong các cái mạch điều khiển như là đèn cảm ứng ánh sáng hay là cái rơ le tự động. Thì các em trong thị trường bây giờ người ta sắm mấy cái loại đèn giống cái đèn ngủ á, các em ghim vào ổ điện thì ban đêm thì nó sáng nhưng ban ngày thì nó sẽ tự động tắt, ta gọi đó là đèn cảm ứng, do cái bộ phận có cái quang điện trở bên trong. Phần 3, pin quang điện. Pin quang điện là gì, hay là định nghĩa pin quang điện? Thì thực chất pin quang điện mà trong đời sống chúng ta gọi là bản năng lượng mặt trời, hay bản năng lượng mặt trời. Thì pin quang điện là một cái nguồn điện bằng năng lượng ánh sáng, khẳng định nó là một cái nguồn điện bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng, có thể là năng lượng ánh sáng đó, thành điện năng, là thành năng lượng điện. Phần đó ta định nghĩa là pin quang điện. Em xét về mặt cấu tạo và hoạt động của pin quang điện. Từ hình sách giáo khoa hình 31.3 thì cái pin quang điện được cấu tạo từ cái lớp tiếp xúc BN gọi là lớp chặn. Thì BN này là cái chất bán dẫn mà các em đã học chương trình vật lý 11 ha, chương trình vật lý 11. Phía trên hai cái lớp bán dẫn BN này người ta phủ một lớp kim loại rất mỏng, nó mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được. Dưới cùng của lớp hai lớp bán dẫn này người ta gắn một cái đế kim loại. Và các cái kim loại này đóng vai trò là các cái điện cực, là cái cực âm và cực dương của cái nguồn điện của pin quang điện đó. Xem xét về mặt hoạt động của pin quang điện. Khi mà ánh sáng có bức sóng thích hợp chiếu vào, nó xuyên qua cái lớp kim loại mỏng trên chất cái bán dẫn B đó, nó gây ra hiện tượng quang điện trong và giải phóng các electron bên trong cái chất bán dẫn B. Vì vậy khi giải phóng electron ra thì electron nó trở thành electron quang dẫn, nó chuyển động bên trong chất bán dẫn này. Nhưng có điều là electron này chuyển động hỗn loạn, nó phát tán, mà khi nó đi qua được cái lớp tiếp xúc BN để nó chuyển động xuống cái chất bán dẫn N ở phía dưới. Nhưng lớp bán dẫn này nó không cho electron đi ngược trở lại. Không cho electron đi ngược trở lại. Đặc điểm của lớp chặn là thế. Vì vậy lớp bán dẫn B nó lần lượt sẽ thiếu E do phát tán sang N, nên nó nhiễm điện dương. Còn bên N nó nhận thêm E, nên nó thừa E, nó nhiễm điện, điện âm. Như vậy pin quang điện ở phía bán dẫn B nó là kim loại đó là cực dương, còn phía bán dẫn N kim loại đó là cực âm. Giờ nếu chúng ta nói hai cái điện cực này bằng một sợi dây dẫn ở mặt ngoài, thì lúc này các hạt electron ở dưới N này nó sẽ di chuyển ra mặt ngoài, nó tạo thành cái dòng điện ha. Nhưng lúc này dòng điện nó có chiều từ B ngược qua N ha. Và dòng điện là ngược chiều của dòng electron. Phần C, đặc điểm. Pin quang điện cái hiệu suất của nó là khoảng 10% thôi. Sức điện động của mỗi pin thấp, chỉ 0,5V hoặc là 0,8V. Nếu chúng ta muốn có một cái sức điện động lớn thì chúng ta sẽ ghép nhiều cái pin quang điện lại. Đương nhiên là chúng ta ghép nó tiếp. Ứng dụng của pin quang điện.
Hiện tại trong đời sống, pin quang điện ứng dụng rất nhiều. Người ta dùng pin quang điện để tạo ra cái nguồn điện sử dụng sinh hoạt gia đình. Vì vậy, các cái đất nước phát triển hay là ở đất nước chúng ta, những gia đình có điều kiện kinh tế, họ sẽ lắp những cái bộ pin quang điện mà mình gọi là bảng năng lượng mặt trời áp trên mái nhà để tạo ra cái nguồn điện. Hoặc pin quang điện người ta gắn trong các cái điện thoại, nó sẽ dùng năng lượng ánh sáng để sạc điện cho cái điện thoại. Pin quang điện được sử dụng trong các cái vệ tinh nhân tạo, thì vệ tinh bay ngoài không gian thì cái nguồn năng lượng của nó là nhờ vào cái pin quang điện. Ngày nay thì cái máy bay hoặc là ô tô người ta cũng tận dụng cái pin quang điện để tạo ra cái nguồn điện để tạo những cái thiết bị giao thông mà không thải cái nguồn khí ra môi trường. Pin quang điện có thể là người ta gắn vào trong các cái máy tính bỏ túi. Đó là những ứng dụng của pin quang điện. Thì nội dung bài học chúng ta đến đây là hết. Thì thầy rất mong các em về học tập, xem lại bài và nắm vững bài hơn. Và sau cùng là các em làm cái bài tập rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm ở phần phía dưới. Thì ở đây mỗi lần các em làm trắc nghiệm là khoảng 10 câu nha, khoảng 10 câu. Thầy rất mong là các em thực hiện tốt vào cái phần trắc nghiệm này. Thì rút kinh nghiệm vừa từng rồi, do môn lý có tiết vào ngày thứ bảy, có một số em làm bài rất là chậm, vì vậy là không có kịp cái tiến độ để báo cáo cho ban giám hiệu nha. Vì vậy là làm cái chậm trễ. Do đó thì rất mong các em học tập và hoàn thành cái nhiệm vụ thật là tốt vào cái buổi sáng để thầy tổng kết và báo cáo. Thầy chào các em.